Chào các bạn nhé, mình giới thiệu cái máy bán hàng cảm ứng chạy hiệu hành Windows. Máy 15 inch. Coi i5 này, RAM 4GB, ổ cứng 64. Chạy hệ điều hành Windows thì các bạn dùng được mọi việc như máy tính bình thường. Chạy các cái phần mềm bán hàng. Máy có thiết kế rất là chắc chắn. Khung nhôm. Nhôm chắc chắn. Màn hình cảm ứng dày dặn. Chuyên để chạy nó cái phần mềm bán hàng nhé. Máy có các cái cổng kết nối USB rất nhiều, hai cái ở cạnh sườn này, ở phía dưới có cổng com, cổng USB, cổng mạng, có một VGA out nữa, có HDMI, đấy. Audio out rất là ok. Vỏ hộp thì đóng gói chắc chắn, có xốp rất là dày, nếu mà gửi xa gửi xe vô tư. Giá cả hợp lý, bảo hành 12 tháng.